Chỉ trong vòng gần 2 giờ đồng hồ rạng sáng ngày 10 tháng 1, đối tượng này đã dùng dao uy hiếp, cướp tài sản của 4 cửa hàng tiện lợi trên địa bàn các quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thế nhưng chỉ sau 6 giờ gây án, sáng ngày 10 tháng 1, đối tượng này đã bị công an quận Thanh Xuân phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã có 4 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Dù chưa được xóa án tích, nhưng mải chơi lô đề cờ bạc, nợ nần hơn 100 triệu đồng không có tiền trả, nên đã nảy sinh ý định đi cướp tại các cửa hàng tiện lợi vào lúc đêm khuya và ít người qua lại. Thì tôi thấy đêm thì không có khách cả, không có bảo vệ. Thì có mấy người sinh viên bán hàng thì tôi thấy mới vào. Xong mới nghĩ là hậu quả. Lúc đấy thì muộn quá rồi, không biết làm nào. Bảo lại về em thì xách hồ rồi. Xách vứa, chả biết làm nào, chỉ xách vứa mới lấy lại được cái liền tin, không mất hết rồi. Công an quận Thanh Xuân cho biết đã nhiều lần gửi văn bản cảnh báo về tình trạng mất an toàn tại các cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 trên địa bàn quận. Tuy nhiên, lãnh đạo của các đơn vị này vẫn không nâng cao các biện pháp đề phòng kẻ gian theo khuyến cáo của cơ quan công an. Vào ban đêm vẫn chỉ có 1-2 nhân viên bán hàng, không bố trí lực lượng bảo vệ, tạo kẽ hở cho các đối tượng lưu manh hoạt động. Thì chúng tôi một lần nữa là đề nghị bộ phận quản lý của các cái hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi là tăng cường cái cảnh giác. Trước hết là phổ biến cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đồng thời nghiên cứu để bố trí thêm lực lượng bảo vệ vào ban đêm và lắp đặt các cái thiết bị, tăng cường các cái thiết bị camera giám sát cũng như là chuông báo động kết nối với cơ quan công an để khi có cái tình huống thì chúng ta có cái biện pháp xử lý kịp thời và ngăn chặn bắt giữ đối tượng, tránh để những cái hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Cơ quan công an đã thu giữ số tiền 15.525.000 đồng cùng 3 chiếc điện thoại là tăng vật của vụ án. Ngoài 4 vụ cướp xảy ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 1, đối tượng này cũng khai nhận đã thực hiện 1 vụ cướp và 1 vụ trộm cắp tài sản khác cũng trên địa bàn quận Thanh Xuân. Hiện công an quận đã ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng này để làm rõ hành vi cướp tài sản.